Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Luca chương 9 từ câu 44 đến câu 45. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng mà chúng ta vừa nghe kể lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu Kitô tiên báo con đường khổ nạn mà Ngài sẽ đi, tức là con đường cứu thế mà Đức Kitô sẽ đi. Con đường ấy là con đường con người sẽ bị nộp vào tay của người đời. Con đường hủy mình ra không? Con đường chấp nhận chết đi để mang lại sự sống cho thế gian. Nhưng ngay lúc này thì các tông đồ không hiểu con đường của Chúa. Các ông còn bị che khuất bởi nhiều chuyện, nên các ông không hiểu được Đức Kitô cứu thế lại phải đi con đường tự hủy đó, con đường chấp nhận chịu sỉ nhục và chịu chết đó. Đơn giản thôi, vì các ông lúc này đi theo Ngài, các ông còn bao nhiêu chuyện mà các ông toan tính, nào là ngồi bên hữu thầy, ngồi bên tạ thầy khi thầy được vinh quang, rồi các ông còn phải nghĩ đến những cái bổng lộc, những cái chức tước mà mình được khi mà thầy sẽ lên làm vua. Chính những cái tham vọng trần thế đó đã che khuất con mắt đức tin của các ông, khiến các ông chưa nhận ra được con đường cứu thế của Chúa Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay, mỗi người chúng ta đang đi theo Chúa, đôi khi chúng ta cũng như các tông đồ thôi, chúng ta không dám đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta khi chúng ta chấp nhận làm môn đệ của Ngài. Chúng ta theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn còn muốn tích lũy cho mình những cái của cải vật chất, những cái tham sân si đời này. Và những điều đó khiến chúng ta chưa nhận ra được Chúa Giêsu Kitô đích thực là Đấng Kitô, là lẽ sống duy nhất của cuộc đời mình mà mình phải hướng tới. Nên chúng ta cần phải xin Chúa thanh luyện tâm hồn của chúng ta, để chúng ta được trong sáng tâm hồn, để chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, để chúng ta nhận ra Chúa Kitô là Đấng cứu thế. Và chúng ta xin ơn của Chúa cho chúng ta có được một đức tin vững mạnh để nhận ra Ngài đã phục sinh, đã đánh bại thần chết và tử thần, mang lại cho chúng ta sự sống bất diệt, để chúng ta đi theo ánh sáng của Chúa và chúng ta sẽ đạt được cái sự sống ấy.